Xin chào tất cả mọi người nha. Ngày mới chúc mọi người có một ngày thật là nhiều niềm vui và tràn đầy hạnh phúc. Nay tiếp tục thăm bẫy cho mọi người. Ở trong chanh này. Này rẻ quá không ai hái, trái bự bự không. Bịch quá giờ đi đỡ cái đám trống ngoài đây mọi người. Đám này đám chanh tơ. Trồng sen gừng không có ra không? Đi qua ra cái bẫy đây. Khai trương cái đầu tiên mới. Khui. Dạ. Tiên thực lớp. Lúc này dịch bệnh. Trước nữa mọi người. Lúc này dịch bệnh người ta bắt dữ quá mọi người. Hết nhát luôn. Cái vỏ sách truyền thờ của mình. Cái này sập mà cũng không dính luôn. Bỏ vỏ. Khui. Đây. Được em chụp cơm mọi người ơi. Không được. Mọi người xem. Chanh rẻ vậy chứ chanh bự về nè mọi người. Ảnh hưởng của Covid-19 ha. Trái hà luôn đó, vậy đó. Cái này nghe tổ. 3.000 mấy ký mọi người. Chị này không có để ý à, cái gốc đây. À, không mọi người ơi. Cống. Em cống to à. Đạo quá. Cột cái miệng lên cho mọi người để nó vô. Nguy hiểm lắm. Anh Tùng cái hết ăn ạ. Xong mọi người, đã chưa? Bự. Ồ, đã quá. Con này khủng, hai cái bẫy này bự nè mọi người, bẫy bự á, mà nó bự dây nè. Đã chưa? Quá, ngon lành cả đào. Ấm quá chứ. Quá đã. Hai con ai. Khui. Ủa đường này im quá mà không đi ha. Chắc con còn nãy. Chắc con còn nãy đi giáp rồi thôi. Trùng đường hay gì? Đây. Dính không? Phủ lại ở trước. Mà không. Ai. Đâu rút đây vậy đâu rồi. Đây. Bảy kính mít không có không đây. Khui. Đâu trực lớn. Cái clip này chắc con chuột cống nhất chạy tới chạy lui quá. Tại cái đặt cái dính ảnh rồi xong. Ui. Rồi, dính. Một em chuột cơm. Giờ chuột gì chuột chứ thời buổi Covid về là bắt được con chuột vậy là mừng lắm rồi nha mọi người. Thời buổi kinh tế khó khăn mà. Bịch hù. Có không? Chà.
Ủa, anh lại anh môi mà anh không vô, anh nhát à, anh lại anh môi ngay miệng luôn, không dám môi đất nè mọi người, rồi anh không vô ăn, khôn, này nó liền cũng tới rồi đó. Ồ, con ốc bự, ốc lông thân mọi người. Đấy, dính được một em. Được. Rồi, cái đường này ngon quá. Đường chuột cống đi mà kỳ ta. Cống kỳ mà sẽ rớt rớt kìa. Còn 3 cái mọi người ơi. Ai, không dính luôn. Một cái trượt lớp. Một cái bờ bự rồi lại bánh biết sao đấy. Nhưng mà hơi phê ạ. À dính à, anh chị. Ê, chuột cống mọi người ơi. Ui, ui, trời cái miệng hang rồi mọi người. Ai chát cái miệng hang luôn. Wow, ê anh. Xem té hên rồi, vậy được hai em chuột cống cũng mừng rồi. Tùng kia không, đừng có tùng, nguy hiểm lắm anh bạn ơi. Tôi có miệng lắm mọi người, đến tùng hỏi. Xong. Tô cái đuôi ra mọi người. Đuôi đá kìa. Nhân kinh. Còn cái cuối cùng nữa mọi người. Cuối cùng nữa hết rồi. Cái cuối cùng. Dạ ơi, cái cuối cùng cái đường dậy đi luôn. Rớt. Để ra ngoài cho mọi người xem kết quả nha. Này kết quả nha mọi người, chỉ có 5 con à, một em chuột cơm, hai em chuột cơm, ba em chuột cơm, em chuột cống, vậy là được 5 con. Rằng hết hồn quá. Wow, con này đã hết biết nói đã luôn chưa. Con này chắc 8 lạng rồi mọi người. Rồi đây sống đỡ qua ngày. Lúc này dịch bệnh là giãn cách xã hội á mọi người. Cái mấy người làm công ty á, người ta về quê á, lúc này bắt cá cũng khó nè, rồi bẫy chỗ cũng khó, nó nhiều người làm lắm mọi người, kiểu như là nhát luôn á. Mà nay nó bắt để về mà ăn qua mùa dịch mà. À, xin tạm biệt mọi người nha. Đây chanh của mình nè mọi người. Giờ đang trổ nè mọi người. Chanh đang trổ. Trời, trắng giả không. Trái nhỏ. Hái qua đợt rồi mọi người. Tổ bụng. Vâng. Đang trổ mọi người. Mới luôn hả. Đọt nào cũng trổ á. Mà nó chưa xì ha. Nè. Nó chưa xì ra ha. Đó mọi người. Năm nay đỡ thường thuốc rồi mọi người. Nhờ hên là nhờ dịch bệnh mà chanh nó trổ vậy cũng đỡ đúng thường thuốc. Có cái này sẽ nhị nè. Sẽ nhị nè. Màu
mồi, nghe kêu cho mồi. Rồi, xin tạm biệt mọi người nha. Xem video cho một like và đăng ký kênh để ủng hộ nha mọi người.